Hôm nay thì mình sẽ làm một cái tập 1 này để giới thiệu cho các bạn một cái chương trình gọi là TikTok Beta, gọi là Monetize Your TikTok Account. Khi mà bạn có một cái tài khoản TikTok mà ở Mỹ và nó được cho phép mình dùng cái tài khoản đó để mà mình đăng video và được trả tiền trên cái video đó, thì cái tài khoản nó gọi là Monetize Your TikTok Account. Thì để có được một cái tài khoản này, bạn phải là một cái người Mỹ và bạn phải đăng ký những giấy tờ thuế má này nọ. Thì khi mà nó ra được cài đặt hoàn hảo rồi thì bạn có thể đăng cái video mình lên và được TikTok trả tiền. Vậy thì đây là một cái tài khoản Mỹ mà mình là người Việt Nam, thì mình làm cách nào để mình có được cái tài khoản này? Thì đó là một cái nội dung của video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn. Đó là tập tập 1 ha. Thì nó sẽ có rất là nhiều cách. Một là bạn có người thân bên Mỹ thì bạn cũng có thể nhờ người đó tạo một cái tài khoản. Thì cách đó khó, không phải ai cũng phải có cái tài khoản, có người thân ở Mỹ. Như thì mình có, hoặc là bạn có thể là bạn mua một cái sim của Mỹ ở về Việt Nam. Sau khi mà bạn mua cái sim đó về Việt Nam, bạn cài vào điện thoại, bạn kích hoạt cái sim nó lên đó. Thì khi đó cái điện thoại á, nó sẽ nhận dạng là cái vùng qua cái sim đó là cái tài khoản của Mỹ, và lúc đó bạn cài TikTok rồi bạn chèn cái sim nó vào thì cái TikTok của bạn nó sẽ chuyển vùng qua Mỹ luôn. Và khi khi mà bạn build cái tài khoản TikTok nó từ 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 lên mà nó đủ điều kiện gọi là khoảng 10.000 follower thì bạn có thể là xin apply cái chương trình TikTok beta để mà được TikTok cho bạn phép bạn trả tiền. Và khi mà bạn có tiền á, ví dụ trên màn hình là bạn đăng video lên, bạn được trả tiền rồi, thì bạn để mà rút cái tiền nó về á, cái tài khoản của bạn, thì bạn còn phải nhờ dịch vụ họ họ làm một số việc liên quan đến thuế má thì bạn mới nhận được tiền. Nhưng mà cái đó thì nó sẽ rắc rối, nhưng mà mình sẽ giải quyết được. Tóm lại là bạn có thể là build một cái tài khoản TikTok của Mỹ và được, và khi mà đủ điều kiện được, bạn được quyền tham gia cái chương trình Creator Reward Program hay là TikTok Beta, và bạn cũng có thể rút tiền về Việt Nam được luôn. Thì nó sẽ có những cái cách mà nó giải quyết cho bạn. Nhưng mà để mà bạn mua một cái sim mà US về, rồi bạn build cái tài khoản mà TikTok nó lên mà để đạt được 10.000 follower thì bạn cần một khoảng thời gian, mình không có thể làm nhanh được. Có thể là bạn sẽ mất khoảng 2 tháng, 3 tháng gì đó, thì bạn hay là 4, 5 tháng gì đó, tùy từng người, tùy từng cái chủ đề bạn nghiên cứu thì bạn mới mới đủ cái điều kiện mà tham gia. Thì dù gì nữa thì cái cách đó nó sẽ mất khoảng thời gian, đúng không? Thứ hai là bạn cũng phải có kỹ năng, bạn nghiên cứu, bạn làm video. Đó là cách thứ nhất. Nếu mà bạn thấy là mình có khả năng làm video, mình có thời gian để mình build cái thẳng tóc thì bạn có thể làm theo cái hướng đó. Có một cái hướng thứ hai là mình thấy là nó sẽ nhanh hơn, có nghĩa là mình cũng mua cái sim US Mỹ về, sau đó mình cũng chèn vào và mình dùng cho cái tài khoản TikTok, nhưng mà mình sẽ rút ngắn cái thời gian là bằng cách là mình không có build cái tài khoản đó từ 0 đến 10.000 follower nữa, mà mình build mua sẵn một cái tài khoản TikTok, người ta đã build sẵn rồi và người ta sẽ bán cái tài khoản đó cho bạn. Và chỉ cần là bạn tìm được một cái nguồn mà nó cung cấp cái tài khoản đó, nó có uy tín, và cái người bên đó nó sẽ hỗ trợ bạn những cái dịch vụ đăng ký tắt rồi payout này nọ để bạn rút tiền về bình thường, mà bạn biết được cái nguồn có uy tín thì bạn hoàn toàn bạn có thể mua luôn cái tài khoản đó nếu mà nó không có mắc. Và khi bạn mua cái tài khoản nó về, nó đã đăng cái chương trình tóc beta, bạn chỉ cần đăng cái bài viết đầu tiên thôi, nếu mà cái video bạn nó tốt thì bạn có thể kiếm tiền ngay từ cái video đó. Ví dụ ở đây bạn thấy là ở đây là nó nói là bạn có thể kiếm được 1.000 USD nếu mà bạn đăng cái bài viết nó, bài viết đầu tiên mà được 1.000.000 view, từ 1.000 video, 1.000 USD thì tương ứng với cái RBM nó nằm trong khoảng từ 1 đô đến 2 đô. Đối với cái tài khoản US mà bạn TikTok US mà bạn build mà nó đúng chuẩn này nọ, video nó đạt hiệu quả cao á, thì cái RBM đó, Revenue per Mile, thì nó sẽ nằm trong khoảng là 1 đô đến 2 đô, nó sẽ cao hơn YouTube nhiều. Và cái view trên TikTok đó, nó cũng dễ kiếm view hơn là trên YouTube nha các bạn. Mình thấy là 1.000 view mình thấy, bạn thấy là nó cũng khá là cao, khá là nhiều. Nhưng mà đối với TikTok á, bạn làm video á, cái lượt view á, nó dễ hơn là YouTube. Nên là cái việc mà bạn bạn mua một cái tài khoản TikTok mà khoảng chừng vài trăm đô, nhưng mà bạn
bạn mua từ một cái nơi có uy tín và họ có hướng dẫn cho bạn cái cách mà cài đặt, cái setup và cái cách làm á, thì cái việc mà bạn lấy lại cái vốn hoặc là bạn kiếm tiền nó nhiều hơn cái tiền mà bạn bỏ ra thì mình thấy là cái cơ hội nó khá là cao. Và cái TikTok nó đang nằm trong cái xu hướng trend, nó có nghĩa là thời gian nó sẽ là tiền là bạc các bạn, nhưng mà nó sẽ nằm trong một cái khoảng ngắn nào đó thôi. Nếu mà bạn biết chấp lấy cái cơ hội nằm trong một cái khoảng thời gian ngắn thì bạn có hoàn toàn có thể là không những mình sẽ lấy lại cái tiền vốn của cái TikTok mà mình có thể là mình sẽ kiếm được nhiều hơn. Giống như là cái đợt rồi là những năm trước là có cái đợt Bitcoin đó, nên là những người nào mà họ đi trước một chút thì những người đó sẽ thành công hơn là khi mà nó đã thị trường nó đã bão hòa rồi thì mình sẽ khó làm hơn. Thì TikTok nó đang trong cái giai đoạn đó, và cái việc mà tham gia cái chương trình TikTok Beta Program á, nó chỉ ứng dụng cho một số nước thôi, nên là không phải là cái nước nào cũng được. Ở Việt Nam mình nó có rất là nhiều người muốn làm TikTok thông qua cái chương trình này, nhưng mà họ không có làm được, bởi vì là TikTok nó không có cho Việt Nam làm, nên là nó sẽ hạn chế được rất là nhiều người muốn làm mà lại không làm được. Tuy nhiên thì để mà tham gia cái chương trình này không phải là người Việt Nam mình sẽ làm không được, nó là vẫn có cách làm được, giống như là mình nói chia sẻ cho các bạn trong video ngày hôm nay. Và cái cách này là mình sẽ build một cái tài khoản coi như mình là một cái người Mỹ luôn. Và như vậy thì có cách build không? Có, bằng cách là mình sẽ chuyển vùng qua Mỹ bằng cách là mình sử dụng sim kẹt chứ mình không dùng VPN nha các bạn. Nếu bạn dùng VPN thì nó sẽ rất là dễ bị khóa tài khoản hoặc là nó bị giới hạn. Bạn đăng video lên nó không có view là do mình xài VPN đó. Còn cái cách này là mình sẽ build cái tài khoản TikTok mình một cách nó tự nhiên luôn. Đó là lý do sao mà mình mới mua cái sim OS về. Thì trong cái video ngày hôm nay mình có để cái đường link đó chỉ cho các bạn là cái cách mà mình mua sim mua ở đâu, nằm trong video đó. Mình cũng có để cái đường link là mình hướng dẫn cho các bạn, định hướng cho các bạn là nếu mà các bạn muốn mua một cái tài khoản OS mà đúng chuẩn thì mình mua ở đâu. Rồi bạn mua về bạn tự build cái tài khoản TikTok của mình lên được 10.000 follow luôn thì cũng được. Còn bạn muốn rút ngắn thời gian thì bạn có thể mua luôn cái tài khoản TikTok monetize OS TikTok account này nè. Mình về mà mình chèn cái sim OS là bạn có thể kiếm tiền lên được. Thì cái nhiệm vụ của các bạn và của mình đó là tìm cái nguồn nào mà nó có uy tín và mình mua từ cái nơi đó thì nó sẽ giúp mình tiết kiệm thời gian và rút ngắn thời gian hơn. Thì cái nguồn video, cái nguồn mà TikTok account mà để các bạn mua á, đây là một cái chỗ mà của bên nước ngoài các bạn, và ở Việt Nam mình hiện tại mình thấy là chưa có ai mà tìm ra hay là tham gia nhiều về cái mảng này, nên đây là một trong các cơ hội mình nghĩ là sẽ rất là tốt cho những cái ai mà nắm bắt được và đi trước. Tại vì mình nghĩ là trong khoảng TikTok mà nó khoảng gần một năm nữa thôi thì nó sẽ có nhiều biến động, có thể là ở bên Mỹ người ta sẽ cấm TikTok hoặc là nhiều người, hoặc là nếu nó không cấm đi nữa hoặc là mà nhiều người họ biết được thì họ tham gia thì khi đó nó sẽ khó hơn. Nên là trong khoảng một năm này không cần nhiều, mà trong một năm này thì những người nào mà tham gia được tận dụng được trong khoảng thời gian mà chưa có nhiều người biết được cái cách làm này mà tham gia vào làm thì các bạn sẽ dễ kiếm tiền nó nhiều hơn so với những cái năm sau. Thì mình sẽ không cần phải là nhiều, mình chỉ cần là khoảng một năm hai năm gì đó mình đi trước thôi là được rồi. Thì đó là nội dung của video ngày hôm nay ha. Vậy là nội dung video ngày hôm nay mình định hướng cho các bạn, chỉ cho các bạn là để mà các bạn tham gia các chương trình TikTok Beta Program thì nó sẽ có những hướng đi nào. Một là các bạn hãy tự tạo, tự mua sim về, tự build. Hoặc là các bạn thể mua một cái gọi là một cái tài khoản TikTok của WhatsApp và nó được build sẵn rồi, bạn chèn sim vào thôi và bạn build lên khoảng 10.000 follower thì bạn mới được tham gia cái chương trình Reward Program. Hoặc là bạn mua luôn cái tài khoản TikTok mà nó được tài trợ cái chương trình này rồi, bạn chèn sim vào và bạn cần cái sự hướng dẫn một chút, cái cài đặt cho nó đúng chuẩn một chút nữa thì bạn có thể đăng cái video này lên và bạn đăng cái video lên cái tóc của bạn và bạn hãy kiếm tiền từ ngay cái video đầu tiên luôn ha. Thì đó là nội dung của video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn.